Thân ái chào các em. Chứng bằng những bài học trước thì chúng ta đã xét đến một số những tính chất của tích phân. Thông qua những tính chất đó chúng ta giải quyết được một số bài toán. Thầy lấy ví dụ như việc chúng ta lấy đạo hàm dưới dấu tích phân, hoặc là chúng ta đi chứng minh một cái bất đẳng thức liên quan đến một cái tích phân, vân vân. Thế hôm nay thì thầy muốn giúp cho các em đi tính một số những cái tích phân đặc biệt bằng con đường đổi biến số. Có một số những cái tính chất, có một số những bài toán khá đẹp, nó mang ra cho chúng ta một cái kết quả khá tốt, và những cái kết quả đó thì các em có thể ghi nhớ để sắp tới đây chúng ta có thể nhớ nó, dùng nó để chúng ta tính một bài tích phân cho nó nhanh. Thầy muốn giới thiệu cho các em 3 bài thôi, bởi vì cái thời lượng của chúng ta nó cũng có hạn, cho nên hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở 3 cái bài đó. Thế thì bài thứ nhất thầy muốn giới thiệu cho các em như sau. Đó là nếu mà hàm số f của chúng ta làm số lẻ và liên tục trên cái đoạn từ trừ a đến a, thế thì khi đó tích phân đi từ trừ a đến a của fx dx của chúng ta sẽ bằng 0. Thế thì ở đây xin lưu ý với các em những cái giả thiết sau đây mà chúng ta cần phải nhớ đối với bài toán số 1. Đó là hàm số f của chúng ta phải là hàm số lẻ. Thế rồi cận của nó đối nhau, tức là trừ a đến a. Và đương nhiên khi mà chúng ta đã tính thì có nghĩa là cái hàm của chúng ta nó đã được khả tích. Thì ở đây giả thiết cho liên tục trên đoạn từ trừ a đến a. Điều đó để bảo đảm rằng cái hàm f của chúng ta là hàm số khả tích trên cái đoạn từ trừ a đến a. Thế bây giờ để chứng minh cái bài số 1 này chúng ta sẽ giải quyết như sau. Thầy viết lại cái tích phân của đề bài cho, đó là tích phân từ trừ a đến a của fx dx. Thầy tách cái tích phân này ra thành hai cái tích phân sau đây. Nó bằng tích phân đi từ trừ a đến 0 của fx dx, tức là thầy chèn số 0 vào giữa a và trừ a. Thế rồi cộng tiếp cho tích phân đi từ 0 đến a của fx dx. Là cái chuyện này tính chất tích phân thì nó dễ rồi, chúng ta không có gì khó khăn ở cái tính chất này hết. Thế bây giờ thầy muốn tính cái tích phân ban đầu này đây, tích phân đầu tiên này đây. Để xem thử coi cái tích phân đi từ trừ a đến 0 của fx dx nó bằng bao nhiêu nhé. Bằng cách sau đây, thầy đổi biến số. Thầy đặt một cái điều khá lạ, đó là x bằng trừ t. Thế thì cái kinh nghiệm đặt x bằng trừ t này xin nói luôn, mở rộng ra một chút để các em hình dung được. Đối với các hàm số chẵn và lẻ, trên một cái hàm số chẵn lẻ thì bao giờ chúng ta cũng biết rằng nó đòi phải có tập đối xứng, là cái tập mà xác định của nó là tập đối xứng nhé. Thế thì nếu mà chẵn lẻ thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm đổi biến bằng cách đặt x bằng trừ t. Không phải riêng bài này đâu, chẳng hạn đối bài khác cũng thế, chẵn hoặc lẻ chúng ta có cái kinh nghiệm đặt x bằng trừ t. Thế thì lúc này ta có được dx của chúng ta bằng trừ dt, không khó. Vậy thì lúc này chúng ta xem, thế thì tích phân đi từ trừ a đến 0 của fx dx, thầy muốn đang tính cái tích phân này, thì nó bằng nhé. Chúng ta đổi cận này. Khi x của chúng ta bằng trừ a, ta thay x bằng trừ a vào đây thì t của chúng ta bằng a. Tương tự như vậy, thầy thay x bằng 0 vào đây, 0 bằng trừ t thì đương nhiên t của chúng ta cũng bằng 0. Thế còn bây giờ fx của chúng ta đặt x bằng trừ t. Như vậy thì fx của chúng ta bằng gì? F của trừ t. Chuyện này đơn giản rồi. Và sau cùng dx của chúng ta được thay bằng gì nào? Trừ dt. Rồi. Bây giờ chúng ta phá cái dấu trừ này ra trước. Để phá cái dấu trừ này, thầy làm công việc đổi cái cận ngược lại. Thay vì đi từ a đến 0 thì bây giờ ta cho nó đi từ 0 đến a. Như vậy nó sẽ bằng tích phân đi từ 0 đến a. Rồi, dt viết lại ở đây. Thế bây giờ chúng ta lại quan sát tiếp, chúng ta thấy rằng giả thiết cho f của chúng ta là hàm số lẻ. Do thế mà f của trừ t lúc này nó bằng trừ ft. Và dấu trừ đó thầy mang ra ngoài cái dấu tích phân này để chúng ta tính. Còn đây ta còn lại là ft của chúng ta thôi. Như vậy thì chúng ta quan sát đây. Cái giá trị tích phân trừ tích phân từ 0 đến a của ft dt, cái giá trị của nó rõ ràng là nó sẽ bằng trừ cho tích phân đi từ 0 đến a của fx dx. Bởi vì hai cái giá trị tích phân này là hoàn toàn bằng nhau. Nếu mà hiểu một cách thô sơ hơn thì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đổi chữ t thành chữ x thì hai cái giá trị tích phân đều phải giống nhau cả.
À, như vậy thì ở đây ta đã vừa mới tính được tích phân đi từ trừ a đến 0 của fx dx nó bằng trừ tích phân từ 0 đến a của fx dx. Ta thay nó vào đây nhé. Thay vào đây thì ở đây ta còn lại cái gì ở chỗ này? Trừ tích phân từ 0 đến a của fx dx chỗ này đây. Mà hai cái tích phân này hoàn toàn giống nhau mà trừ đi cho nhau thì đương nhiên chúng ta thấy là kết quả nó bằng 0. Và đây chính là cái điều mà chúng ta phải chứng minh. À, như vậy thì các em để ý thấy như vậy, nếu mà đề bài yêu cầu chúng ta đi chứng minh một cái tích phân nào đó có giá trị bằng 0 mà cái cận của tích phân nó lại đối nhau thì chúng ta sẽ nghĩ ngay cố gắng chứng minh cái biểu thức trong tích phân đó của chúng ta là hàm lẻ trên cái đoạn lấy tích phân. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy xem thử một cái bài mà thầy cho như sau. Thầy chẳng hạn như đề bài yêu cầu chúng ta đi tính y bằng tích phân cận đi từ trừ 1 phần 2 đến 1 phần 2 của log neighbor x cộng cho căn của x bình phương cộng 1 dx. Thế bài tích phân này nó gợi cho chúng ta điều này các em. Cái cận của nó trừ 1 phần 2, 1 phần 2. Thì hai cái cận này của chúng ta là hai cái cận đối nhau. Do vậy chúng ta sẽ liên tưởng đến cái việc chứng minh cái biểu thức, cái hàm trong tích phân của chúng ta nó là hàm lẻ trên cái đoạn lấy tích phân. Hy vọng điều đó. Nếu mà nó là hàm lẻ thì lập tức cái giá trị giới hạn, cái giá trị tích phân của chúng ta sẽ bằng 0 ngay thôi. À, do vậy mà ta hy vọng điều đó bằng cách ta xét cái hàm số fx là cái biểu thức trong cái dấu tích phân của chúng ta. Thế thì rõ ràng cái hàm này của chúng ta theo cái bài số 1 thì nó thỏa ý thứ nhất, đó là nó liên tục trên cái đoạn trừ 1 phần 2 đến 1 phần 2 là cái đoạn mà chúng ta lấy tích phân. Bởi vì đây là hàm số sơ cấp cho nên là nó sẽ liên tục trên tập xác định của nó. Mà nếu ta để ý tập xác định của hàm log x cộng căn x bình phương cộng 1, đây là tập xác định của nó là R. Bởi chúng ta thấy rằng cái căn x bình cộng 1 bao giờ nó cũng lớn hơn x thôi. Đó. Cho nên là nó là đương nhiên nó liên tục trên R thì nó sẽ cũng liên tục trên cái đoạn nhỏ hơn nó. Và điểm thứ hai nữa, bây giờ ta sẽ cố gắng chứng minh cái hàm F này của chúng ta, hy vọng nó là hàm lẻ. Bằng cách chúng ta lấy với mọi x thuộc vào cái đoạn trừ 1 phần 2 đến 1 phần 2. Và để chứng minh nó là hàm lẻ thì ta phải đi tính cái F của trừ x. Như vậy thì nó sẽ bằng log neighbor, chỗ nào có x được thay bằng trừ x, vậy ở chỗ này chúng ta được là trừ x. Rồi cộng cho căn bậc 2 của trừ x bình phương, nó chính là x bình phương cộng 1 viết lại. Chúng ta sẽ rút gọn cái biểu thức này bằng cách như sau các em. Chúng ta nhân lượng liên hợp. Ta nhân tử vào mẫu cho x cộng cho căn của x bình phương cộng 1. Như vậy thì ở trên tử của chúng ta sẽ là hàng đẳng thức thôi. Để ý cái mũi tên thầy chỉ A trừ B nhân A cộng B thì đã được A bình phương. A bình phương của chúng ta là x bình phương cộng 1. Trừ B bình phương của chúng ta là trừ x bình phương. Thế thì ở đây ta lại thấy tử số khá tốt. X bình phương trừ x bình phương đơn giản hết. Như vậy thầy bôi cái x bình phương đi được rồi. Trên tử còn lại 1. Ta lại tiếp tục áp dụng cái công thức về log log neighbor của 1 chia a thì bằng trừ log neighbor của a. Do vậy mà ở đây ta viết lại bằng trừ cho log neighbor của x cộng cho căn bậc 2 của x bình phương cộng 1. Mà ở đây fx của chúng ta là log x cộng căn x bình phương cộng 1, đây là trừ log. Như vậy thì chỗ này của chúng ta chính là gì vậy? Nó chính là trừ fx thôi. Mà ta có được f của trừ x bằng trừ fx với mọi x thuộc vào cái đoạn từ trừ 1 phần 2 đến 1 phần 2. Do thế mà ta kết luận được rằng hàm f của chúng ta là hàm số lẻ trên cái đoạn trừ 1 phần 2 đến 1 phần 2. Mà f lẻ trên đoạn lấy tích phân cho nên cái giá trị tích phân y của chúng ta đó nó sẽ phải bằng 0 theo cái tính chất của bài số 1. À, như vậy thì thầy vừa mới giải quyết xong được cho các em cái ví dụ số 1 và chúng ta thấy rằng cái kinh nghiệm đi tính một cái tích phân như thế này. Nếu mà cận tích phân cho đối nhau thì chúng ta hoàn toàn hy vọng cái hàm số dưới dấu tích phân của chúng ta là hàm lẻ bằng cách kiểm chứng lại hàm lẻ thôi. Mà muốn nó là hàm lẻ thì chúng ta biết rồi, cái tập xác định của nó phải là tập đối xứng.
Thế rồi ta lấy với mọi x thuộc vào cái tập đối xứng đó, ta đi tính f của trừ x. Mà nếu ta thấy nó bằng trừ fx thì ta đã được ngay cái kết quả tích phân cần tính nó bằng 0. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp một cái ví dụ nữa cũng liên quan đến cái nội dung của cái bài số 1 như thế này. Đó là thầy đề nghị chúng ta đi chứng minh tích phân đi từ 0 đến 2π sin của cái góc sin x cộng nx dx bằng 0. Đầu giờ thầy có nói chuyện với lại chúng ta là nếu mà đề bài yêu cầu chứng minh một cái tích phân nào đó bằng 0 thì chúng ta hy vọng một chuyện, đó là chúng ta chứng minh cái hàm bên trong đó là hàm lẻ, với một điều kiện cận tích phân của chúng ta nó phải đối nhau cơ. Thế thì ở đây đề bài cho cận không đối, cận đi từ 0 đến 2π. Như vậy thì làm sao để nó có thể đối với nhau được bằng một cái phép đổi biến số nào đó để chúng ta đưa cái cận từ 0 đến 2π về một cái cận đối nhau. Thế thì ở đây chúng ta có thể nghĩ đến chuyện đặt x bằng b cộng t. Quả thực vậy, khi x bằng 0 các em thế vào đây thì ta có t bằng trừ b. Ta có x bằng 2b thay vào đây thì b chuyển sang ta còn lại t bằng b. Như vậy thì biến số, cái cận mới trong cái biến số mới nó đi từ trừ b đến b. Đó là hai cận đối xứng nhau. Do vậy ta hoàn toàn hy vọng có thể chứng minh cái hàm dưới cái cận mới đó hoặc dưới cái biến số mới đó là hàm số lẻ, thì lập tức ta ra được bằng không là điều phải chứng minh. Như vậy thì bây giờ ta xem thử. Với x bằng b cộng t thì ta suy ra được dx của chúng ta bằng dt, chuyện không khó. Rồi bây giờ thầy đặt y là cả cái tích phân mà chúng ta đang cần phải chứng minh nó bằng không. Thế bây giờ ta thay cái biến số mới vào nhé, nó bằng tích phân vừa rồi mới phân tích với các em. Với x bằng 0 thế vào thì ta có được ngay t bằng trừ b. Thế rồi với x bằng 2b ta thay vào đây, chuyển b sang, ta có được cận mới t bằng b. Rồi cận đối nhau mà chúng ta vừa mới phân tích hồi nãy. Rồi sin sin này thầy viết lại. Còn cái sin x này thì ta biết này, ta thay x bằng b cộng t vào, mà sin của b cộng t đây là góc hơn kém nhau b, do vậy sin của b cộng t nó bằng trừ sin t. Như vậy chỗ này của chúng ta còn lại là trừ sin t. Rồi lại tiếp tục, ta thay với giá trị x bằng b cộng t vào, ta nhân n vào đây thì ta được là nt, thầy viết trước nhé. Rồi đến nb cộng cho nb viết xong, được chưa nào? Rồi thế còn cái dx này được thay bằng gì? Dt. Rồi bây giờ thì xong rồi nhé, ta thấy rằng cái cận tích phân mới của chúng ta nó đối nhau. Thế thì lúc này ta hy vọng ta chứng minh được cái hàm bên trong này của chúng ta là hàm số lẻ, thì lúc đó giá trị của nó sẽ bằng không thôi. Nhưng mà trước khi chứng minh nó là hàm lẻ thì chúng ta có một cái nhận xét sau đây, chúng ta để ý cho thầy chuyện này. Đó là sin của góc alpha cộng cho nb, dĩ nhiên n là số nguyên. Thế thì nó sẽ mang giá trị nó phụ thuộc vào cái n này. Chúng ta thấy rằng nếu n của chúng ta là số chẵn thì nó chỉ còn lại là sin alpha thôi. Còn khi n của chúng ta là lẻ thì nó lại bằng trừ sin alpha. Vậy để thể hiện cộng trừ đó thì chúng ta thể hiện như thế nào? N chẵn thì bằng cộng sin alpha. Còn n lẻ thì lại bằng trừ sin alpha. Như vậy để thể hiện dấu cộng dấu trừ đó, chúng ta diễn tả bằng cái biểu thức nào? Trừ 1 lũy thừa n. Thì quả thực là vậy, n chẵn thì bằng 1, n lẻ thì bằng trừ 1 thôi nhé. Rồi bây giờ thì lại tiếp các em này. Với n thầy cho là số tự nhiên nhé, n này giả thiết cho là số tự nhiên này, thầy cũng quên nó. Rồi thế bây giờ thầy này, còn lại ở đây là sin alpha nhé. Thế thì cho ta nhìn chỗ này này, ở đây là nb là các em. Đó, nb chỗ này. Vậy thì cái trừ sin x trừ sin t cộng nt đóng vai trò là cái alpha trong cái điều mà chúng ta nhận xét ở dưới.
Do vậy mà sin của alpha cộng nb sẽ bằng trừ một lũy thừa n, là hằng số thầy đẩy ra ngoài dấu tích phân. Trong này còn lại tích phân đi từ trừ bi đến bi, và sin này thầy viết lại còn lại alpha thôi. Alpha của chúng ta là trừ sin t cộng nt, viết lại ở đây dt, viết lại đây. Vậy thì chúng ta chỉ cần chứng minh cái hàm sin của trừ sin t cộng nt là hàm lẻ trên đoạn từ trừ bi đến bi thì xong. Thế bây giờ ghi nhớ cho thầy cái y nó bằng cái giá trị này, thầy chuẩn bị qua trang mới. Với bây giờ thầy xem cái hàm số ft là sin của cái góc trừ sin t cộng nt, thì rõ ràng cái hàm này của chúng ta là hàm liên tục trên cái đoạn lấy tích phân là trừ bi đến bi. Và với mọi x thuộc cái đoạn này, thầy không viết ở trên màn hình nó chật chỗ, thầy đi tính cái f của trừ t thì nó bằng sin của này. Chỗ nào có t ta thay bằng trừ t vào, thì ở đây được là sin của trừ t, còn đây được là trừ nt. Rồi lại tiếp tục. Thế thì ta thấy nó bằng sin của góc nào? Sin của trừ t bằng trừ sin t, với dấu trừ này nữa thì đương nhiên nó trở thành cộng sin t. Ở đây là trừ nt. Ta quan sát với cái ft ở trên bằng sin của trừ sin t cộng nt, còn ở dưới thì lại là sin của sin t trừ nt. Mà ta biết rằng sin đối tức là sin của góc trừ alpha thì bằng trừ sin alpha. Do vậy ta lại tiếp tục lấn thêm một dòng nữa thì nó bằng trừ cho sin của góc đối nó, tức là góc trừ sin t cộng nt, và đây nó chính là bằng trừ ft. Vậy thì với mọi t thuộc vào cái đoạn từ trừ bi đến bi, các em có f trừ t bằng trừ ft. Do vậy mà hàm f của chúng ta là hàm lẻ trên cái đoạn từ trừ bi đến bi. Cho nên ta suy ra được cái tích phân y mà đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh nó bằng không. Và đây chính là cái điều đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh rồi. À, như vậy thì thầy vừa mới giúp cho các em có hai cái ví dụ để minh họa cho cái bài toán số 1. Cái ví dụ thứ nhất thì nhìn nó cũng rõ. Đó là chúng ta nhìn vào cái tích phân và chúng ta thấy cái cận tích phân nó đối nhau. Cho nên chúng ta liên tưởng đến cái việc chứng minh cái hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ. À, ví dụ số 2 chúng ta vừa mới đề cập đến ở đây thì cái cận nó không cho đối nhau. Cận cho đi từ 0 đến 2 bi. Nhưng ngược lại đề bài lại yêu cầu chứng minh cái giá trị tích phân đó nó bằng 0. À, cho nên nó lại gợi ý cho chúng ta giải quyết bằng cách dùng cái tính chất của bài số 1. Mà muốn giải bài số 1 thì chúng ta phải biến đổi như thế nào đó, đổi biến như thế nào đó để cái cận của chúng ta nó phải đối nhau. Mà muốn đối nhau thì ví dụ cái ví dụ số 2 thì chúng ta thấy thầy đổi biến bằng cách là thầy đặt cái x bằng bi cộng t để cái cận nó trở thành trừ bi đến bi. Và lúc đó thì chúng ta chỉ cần đi chứng minh cái hàm f của chúng ta nó là hàm lẻ thì chúng ta có được cái kết quả cần chứng minh. Thế bây giờ thì chúng ta xem tiếp một cái bài nữa, một cái bài số 2 cũng khá đẹp, cũng khá tốt như sau. Cái kết quả này khá tốt này các em. Đó là chứng minh nếu mà f chẵn, nhớ cái giả thiết của cái tính chất này ha. Nếu f của chúng ta làm số chẵn và liên tục trên R. Thế thì tích phân cái cận của nó các em cũng để ý nó đối nhau từ trừ alpha đến alpha của fx chia cho a mũ x cộng 1 dx. Nó sẽ bằng tích phân cận đi từ 0 đến alpha của fx dx. Dĩ nhiên a dương, bởi để cho bảo đảm cái a mũ x nó tồn tại và alpha của chúng ta là số thực. Thế bây giờ chúng ta quan sát thì chúng ta thấy cái bài số 2 này nó đẹp ở cái chỗ này.
Đó là vế trái quá khó. Bởi vì mẫu của chúng ta nó mang cái mũ, đó là A mũ X cộng 1. Nhưng mà sang vế phải thì chúng ta thấy cái tích phân mới của chúng ta rất đẹp, nó chỉ còn lại Fx thôi. Như vậy thì nếu một cái hàm dưới dấu tích phân mà dưới mẫu số của nó là A mũ X nhớ cộng 1, lúc nào cũng phải cộng 1 chứ cần cộng số khác không được, mà cái cận của nó đối nhau, thì lúc đó chúng ta nhớ đến cái tính chất này. Ta bỏ luôn được cái mẫu số và lúc này vấn đề còn lại của chúng ta là chỉ còn đi tính cái tích phân của fx dx nữa là xong. Đấy. Thế bây giờ để chứng minh thì không khó. Thầy cũng bắt đầu đi từ cái tích phân của vế trái. Đó là tích phân đi từ trừ alpha đến alpha của fx chia cho a mũ x cộng 1 dx. Để hướng tới bằng vế phải, chúng ta chèn số 0 vào giữa, tách ra thành hai cái tích phân sau đây. Đó là tích phân đi từ trừ alpha đến 0 của fx chia a mũ x cộng 1 dx. Đương nhiên cộng tiếp cho tích phân đi từ 0 đến alpha của fx chia a mũ x cộng 1 dx. Và bây giờ thì thầy thấy cái tích phân sau đó, cái cận của nó phù hợp với lại cái vế phải của cái bài số 2 từ 0 đến alpha. Do vậy mà thầy bắt đầu khởi sự từ cái tích phân đầu tiên này, thầy sẽ tính nó. Và cái kinh nghiệm vừa rồi con nói chẵn lẻ gì thì chúng ta cũng có kinh nghiệm đổi biến bằng cách đặt x bằng trừ t, hoặc là chúng ta nhìn vào cận để chúng ta cho nó phù hợp với cái cận của đề bài từ 0 đến alpha, thì chúng ta cũng nhìn ra được x phải bằng trừ t. Ta lấy vì phần hai vế nhé. Như vậy ta có dx của chúng ta bằng trừ dt. À, như vậy thì lúc này cái tích phân đi từ trừ vô trừ alpha đến 0 của fx chia a mũ x cộng 1 dx này bằng nhé. Thầy thế rất chậm. À, như vậy bằng tích phân cận đi từ trừ alpha thay x bằng trừ alpha, trừ với trừ thành cộng. Như vậy t nó bằng alpha. Nó phù hợp với lại cái vế phải mà vừa rồi thầy nói ở đây. Rồi với x bằng 0 ta thay vào 0 bằng trừ t thì đương nhiên t bằng 0, là cũng phù hợp với cái cận của chúng ta. Thế rồi bây giờ cái fx này của chúng ta thì ta thay x bằng trừ t mà, thì nó có phải bằng trên tử là gì? F của trừ t. Thế rồi bây giờ a mũ x với x bằng trừ t thì ta thay nó bằng a mũ trừ t thôi, cộng 1 viết lại. Thế còn dx được thay bằng gì? Trừ dt. Thế rồi dấu trừ ở đây thầy giải quyết nó bằng cách thầy quay cái cận cho nó ngược lại. Thế thì nó bằng tích phân cận đi từ 0 đến alpha. Thì đây nó còn lại dt thôi. Thầy đã giải quyết xong dấu trừ này rồi nhé. Thế còn bây giờ còn cái f của trừ t thì do f của chúng ta là hàm chẵn mà. Cho nên f của trừ t nó sẽ bằng ft. Do vậy trên tử của chúng ta là gì? Ft. Rồi ở đây ở mẫu a mũ trừ t thì ta viết lại cho nó phù hợp với lại cái đề bài, tức là bằng 1 chia cho a mũ t rồi cộng 1 ở đây, viết lại thôi. Rồi quy đồng mẫu số rút gọn lại bằng tích phân đi từ 0 đến alpha. Vậy thì quy đồng lên thì tử của chúng ta còn lại là a mũ t nhân cho ft, và dưới mẫu nó còn lại a mũ t cộng 1 dt. À, như vậy thì ghi nhớ cho thầy cái chỗ này. À, như vậy thì cái chỗ này chúng ta vừa mới tính xong, nó là cái tích phân đầu tiên, và thầy thế cái thằng này vào đây. Và nhớ luôn cho thầy cái dòng đầu tiên để chúng ta chuẩn bị qua trang mới, thì trang mới của chúng ta được như thế này. Thế thì bây giờ nó bằng nhé, ta biết rằng cái giá trị tích phân này bài vừa rồi thầy có nói, nếu ta thay t bằng x thì cái giá trị của nó như nhau. Do vậy thay vì ta biểu diễn nó là chữ t thì thầy biểu diễn nó là theo cái biến là x. Như vậy ta có được cái gì? Tích phân từ 0 đến alpha của a mũ x fx chia a mũ x cộng 1 dx. Cộng tiếp cho tích phân thứ hai chúng ta cũng viết lại ở đây thôi. Và các em xem nó gần ra tới nơi rồi này. Thế thì như vậy nó bằng tích phân đi từ 0 đến alpha. Chúng ta quan sát hai cái tích phân này thầy muốn gộp lại với nhau, bởi vì nó có cùng một cận từ 0 đến alpha.
Và hai cái hàm này thì rõ ràng nó là hàm liên tục khả tích trên cái đoạn từ 0 đến alpha ta gộp nó lại. Và nó có được cái fx chia cho a mũ x cộng 1 làm thừa số chung đây. Đẩy cái a mũ fx chia a mũ x cộng 1 làm thừa số chung. Thì ở đây chúng ta còn lại tích phân đầu, còn lại a mũ x. Tích phân sau chúng ta còn lại là 1 dx. Và xong rồi. Chúng ta lại thấy a mũ x cộng 1 đơn giản đi được. Như vậy thì nó còn lại tích phân đi từ 0 đến alpha của fx dx. Và đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Đây, bằng đúng cái bế phải của chúng ta đây rồi. À, như vậy thì trước khi mà cho ví dụ thì thầy muốn nhấn mạnh lại cái giả thiết của cái bài 2. Thì chúng ta thấy rằng trước hết cái cận của nó cũng phải đối nhau. Cận đối nhau rồi cái biểu thức f của chúng ta là chẵn và mẫu số của chúng ta đó nó phải là a mũ x cộng 1. Nhớ cộng 1. Thì lúc đó chúng ta bỏ được cái mẫu số a mũ x cộng 1 và chúng ta chỉ còn đi tính tích phân từ 0 đến alpha của fx dx, bỏ được cái mẫu là rất tốt rồi. Đúng thế không nào? Chúng ta xem một cái ví dụ để minh họa cái bài số 2 này như thế này. Thế bây giờ đề bài yêu cầu đi tính y bằng tích phân đi từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2. Cận của nó đối nhau. Mà quan sát dưới mẫu chúng ta lại thấy mũ này, 2 mũ x rồi cộng 1. Nó hoàn toàn phù hợp với cái giả thiết của cái bài số 2 mà chỉ còn chứng minh cái hàm f của chúng ta là hàm trên tử đó. Nó là hàm chẵn là xong. À, như vậy thì bây giờ ta xem. Hàm f của trên tử đó là x bình phương trị tuyệt đối của sin x. Thế thì lúc này rõ ràng cái hàm này là hàm chẵn trên cái đoạn từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2, chứng minh không khó. Ta lấy x thuộc vào cái đoạn trừ bi trên 2 đến bi trên 2. Thế thì f của trừ x ta thay vào đây. Trừ x bình phương là x bình phương. Thế rồi sin của trừ x bằng trừ sin x, nhưng do có trị tuyệt đối cho nên nó cũng là bằng trị tuyệt đối của sin x luôn. Cho nên nó hàm số chẵn, f của trừ x bằng fx là hàm chẵn. Do vậy mà theo cái tính chất của bài số 2 vừa rồi, thì chúng ta có y của chúng ta bây giờ nó sẽ là tích phân, nhớ cận đi từ đâu thôi, từ 0 đến bi trên 2. Còn lại fx thôi, đó là còn lại sin bình phương trị tuyệt đối sin x dx. Thế rồi chúng ta lại thấy một chuyện nữa khá hay. Với x đi trong đoạn từ 0 đến bi trên 2 thì cái sin x này của chúng ta nó mang giá trị là số dương. Dương cho nên trị tuyệt đối của sin x lúc này bằng chính nó. Ta phá luôn được cái dấu trị tuyệt đối, ta phá luôn được cái sự gây khó khăn trị tuyệt đối thêm với chúng ta. À, cho nên nó sẽ bằng tích phân đi từ 0 đến bi trên 2. Còn lại sin x thôi, mất được trị tuyệt đối rồi. Đương nhiên. Đó. Vậy bây giờ đi tính cái tích phân này quá dễ. Chúng ta dùng phương pháp từng phần để tính bằng cách các em đặt u bằng x bình phương thì ta có ngay đều u bằng 2x dx. Thế thì ta đi tính dv bằng cách ta đi lấy nguyên hàm của sin x dx. Mà nguyên hàm của sin x dx thì nó kéo thành một cái họ nguyên hàm rất nhiều. Cho nên ta chỉ cần chọn một trong những cái giá trị nguyên hàm đó. Ví dụ ta chọn v bằng trừ cos x, bởi vì đạo hàm của trừ cos x nó bằng sin x. À, do vậy mà ta có được cái giá trị y tích phân của chúng ta đó. Áp dụng cái công thức về tích phân từng phần thì ta có UV tức là bằng trừ x bình phương nhân cho cos x. Tất cả lấy trên đoạn từ 0 đến bi trên 2. Thế rồi trừ cho VDU trừ với trừ thành cộng. Tích phân đi từ 0 đến bi trên 2. Ở đây chúng ta còn lại 2x cos x dx.
Thế thì ở đây chúng ta để ý cho thầy cái giá trị này. Ta thay bi trên 2 vào cốt thì ta có cốt bi trên 2 bằng 0 nhé. Thế rồi ta thay x bằng 0 vào đây thì chỗ này nó cũng bằng 0. Vậy chỗ này chúng ta nó mang giá trị bằng 0 rồi. À, như vậy thì lúc này y của chúng ta nó chỉ còn lại tích phân từ 0 đến bi trên 2 của 2x cos x dx thôi nhé. Và chúng ta nhớ cái kết quả này để chúng ta qua trang mới. Và luôn để tính tiếp cái tích phân này thì chúng ta lại dùng phương pháp từng phần nữa. Bằng cách thầy lại tiếp tục đặt u bằng 2x thì ta có du bằng 2 dx. Và ta đặt dv bằng phần còn lại là cos x dx và ta chỉ chọn ra một nguyên hàm của nó. Nguyên hàm của cos x ta chọn bằng sin x đủ rồi. Vậy thì ta có được y của chúng ta là gì? UV tức là 2x nhân cho sin x lấy trên đoạn từ 0 đến bi trên 2. Thế rồi trừ cho tích phân đi từ 0 đến bi trên 2 của VDU, tức là ở đây chúng ta còn lại là 2 nhân cho sin x dx. Rồi chúng ta thay cận này vào nhé. Sin bi trên 2 thì bằng 1. Rồi bi trên 2 thay vào đây nữa thì 2 lần bi trên 2 tức là còn lại bi. Ta thay x bằng 0 vào thì dễ thấy nó bằng 0 rồi. Vậy còn cái tích phân sau. Thế thì nguyên hàm của sin thì ta biết nó bằng trừ cốt với trừ này nữa thành cộng. Cho 2 lần cốt lấy trên đoạn từ 0 đến bi trên 2. Và ta thay bi trên 2 vào đây. Bi này biết lại. Cốt bi trên 2 ta biết nó bằng 0 rồi. Ta thay 0 vào cốt 0 bằng 1. Như vậy cận ở dưới thì phải mang dấu trừ. Thế thì ở đây nó phải là trừ 2. Và đây là giá trị tích phân mà chúng ta cần phải tính. À, như vậy thì ở đây thầy cũng vừa mới giải quyết cho các em xong một cái ví dụ nó mang cái tính chất minh họa cho cái bài số 2. Và bài số 2 thì chúng ta thấy là cái cận của nó đối nhau. Rồi dưới mẫu là A mũ x cộng 1. Và cái hàm F của chúng ta đó, nó phải là hàm số chẵn. Thì lúc đó cái giá trị tích phân cần tính nó sẽ bằng tích phân cận đi từ 0 đến alpha. Bỏ được cái mẫu số A mũ x cộng 1, nó chỉ còn lại fx dx thôi. Thầy sẽ giới thiệu tiếp theo cho các em một cái bài nữa cũng khá đẹp. Nó ra được một tích phân mới cũng khá tốt. Đó là nếu mà giả thiết cho chúng ta f liên tục trên cái đoạn AB và fx bằng fa cộng b trừ x, thì khi đó tích phân từ A đến B của x, fx, dx nó sẽ bằng A cộng B chia 2 tích phân từ A đến B của fx, dx. Thế bây giờ thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng cái vế trái nó có cái chữ x, vế phải thì nó mất được chữ x, nó chỉ còn lại f thôi. Các em thấy hả? Thế bây giờ cách chứng minh như thế này. Thầy sẽ đổi biến bằng cách đặt t bằng A cộng B trừ x. Thì ta suy ra được dt của chúng ta sẽ bằng trừ dx. Do vậy mà cái tích phân ở vế trái đây các em, đó là tích phân đi từ A đến B của x, fx, dx được thay bằng cái biến mới như sau. A với x bằng A, các em thay vào đây. Thì A trừ cho A hết. Như vậy t của chúng ta còn lại là B. Đây, đây là B. Rồi ở đây với cận x bằng b thì b trừ b hết còn lại t bằng a, đây là a. Đặt cận nó đổi ngược lại tại b nó a. Rồi còn cái x nhỏ này thì được thay bằng gì? Chuyển x nhỏ sang trái, chuyển t sang phải thì ta có x nhỏ bằng a cộng b trừ t. Rồi fx cũng vậy thôi. Ta thay x bằng a cộng b trừ t vào biểu thức của f thì ta có được f của a cộng b trừ t. Còn dx của chúng ta bây giờ nó chính là chuyển dấu trừ sang trái, ta có trừ dt. Như vậy thì bây giờ xem nhé. Bây trước hết thầy muốn bỏ cái dấu trừ trước đi. Dấu trừ này. Bằng cách cận của chúng ta quay ngược lại. Tức là bằng tích phân cận đi từ a trước rồi đến b sau. Đấy, dấu trừ. Còn dt viết lại ở đây. Dấu trừ này giải quyết xong rồi nhé. Rồi A cộng B trừ T thầy viết lại ở đây. Và quan sát cho thầy cái F của A cộng B trừ T giả thiết cho bằng gì?
FA cộng B trừ X bằng FX. Vậy ở đây FA cộng B trừ T sẽ mang giá trị là FT theo đúng giả thiết cho. Rồi đến đây thì thầy bắt đầu phân phối vào các em. Thầy phân phối cái A cộng B nhân vào đây cho T, tách hẳn ra thành hai tích phân. Thì ta sẽ ra được bằng tích phân đi từ A đến B của A cộng B FT nhân cho DT. Rồi ở đây trừ T, thầy cũng phân phối vào đây. Dấu trừ, thầy đưa ra ngoài. Trong này còn lại tích phân đi từ A đến B của T nhân cho FT DT. Vậy thì thôi, nhớ vế trái của chúng ta nó ra được hai cái tích phân này. Chúng ta chuẩn bị qua trang mới để thầy tiếp tục làm nha. Vậy thì bây giờ ta lại tiếp tục xem hai cái giá trị của hai cái tích phân mà thầy vừa mới đóng khung, các em thấy nó có bằng nhau không? Bằng nhau. Bởi vì t hoặc x thì là như nhau thế mà. Tích phân từ a đến b x f x dx với tích phân từ a đến b t f t dt cũng chính là bằng tích phân từ a đến b của u f u du hoặc v f v dv là giá trị như nhau. Cho nên ta chuyển thằng này sang bên trái. Thì như vậy, bên trái chúng ta còn lại hai lần tích phân từ a đến b của x f x dx. Được chưa nào? Bằng. Thế rồi ở đây thì thầy đưa cái a cộng b là hằng số ra ngoài dấu tích phân. Trong này chúng ta còn lại tích phân từ a đến b của ft dt. Rồi như vậy thì ta chuyển số 2 qua nhé. Như vậy thì ta có được tích phân đi từ a đến b của x f x dx. Chuyển số 2 qua vế phải thì đã được a cộng b chia 2 rồi tích phân đi từ a đến b của ft dt. Mà thầy cũng vừa mới nói t hay x gì đó thì như nhau. Thầy thay cái chữ t thành chữ x cho nó phù hợp với cái bài số 3 của chúng ta. Ta bút đi, ta thay nó bằng cái chữ x cho nó đẹp. Và đây chính là cái điều mà chúng ta phải chứng minh đó. Thế thì bây giờ chúng ta lại quan sát cho thầy một chút này. Quả thực là cái bài này nó khó nhìn hơn là hai cái bài trước ở cái chỗ là chúng ta phải kiểm chứng lại cái giả thiết fx bằng fa cộng b trừ x. Còn tính chất liên tục thì hầu như là mọi bài đều 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 như vậy cả, không sợ cái chuyện này các bạn. Nhưng mà cái khó để chúng ta nhận ra được đó là cái tính chất fx bằng fa cộng b trừ x. Mà cái tính chất này thì chúng ta thường thấy ở trong lượng giác. Thầy lấy ví dụ này, rất thường gặp chẳng hạn này, sin của bi trừ x thì nó bằng sin x. Nó có những cái tính chất như thế. Chẳng hạn như này, tan của bi cộng x thì bằng tan x. Cho nên là chúng ta thấy cái tính chất mà fx bằng fa của b trừ x thường nó xảy ra đối với lại lượng giác là nhiều. Thế bây giờ có một cái ví dụ để minh họa cái bài này như thế này. Đó là đi tính cái tích phân đi từ 0 đến bi của x sin luyến thừa 3x dx. Thế bây giờ chúng ta kiểm chứng lại thì ta có, nếu ta đặt fx bằng sin luyến thừa 3x. Thế bây giờ thử xem kiểm chứng lại cái kết quả này xem nhé. A của chúng ta bằng 0. B của chúng ta là bi. Như vậy nó là f của bi trừ x, tức là bằng sin luyến thừa 3 của góc bi trừ x. Mà ta biết sin bi trừ x mới nhắc xong hồi giờ nó chính là bằng gì? Nó bằng sin luyến thừa 3x, tức là hai cái giá trị này giống nhau, tức là ta có được fa cộng b trừ x bằng fx. Như vậy thì tích phân này của chúng ta bỏ được cái chữ x đi. Và đằng ngoài của nó sẽ là a cộng b chia 2, tức là bi trên 2. Do vậy mà ta có được y của chúng ta bằng gì? A cộng b chia 2 tích phân từ 0 đến bi của fx dx, tức là bằng bi chia 2 tích phân từ 0 đến bi của sin luyến thừa 3x dx. Và tích phân này thì không khó để tính, chúng ta có thể tự tính được. Thế thì thầy vừa mới trình bày xong cho các em được ba cái bài toán tương đối đặc biệt để tính toán một cái tích phân. Thế bài học sau thì thầy sẽ bàn với các em về cái tích phân suy rộng.
tức là cái cận của nó không còn là một cái hằng số, nó không còn là cái số hữu hạn nữa, nó có thể là cái cận vô cực hoặc là một cái hàm số không giới nội trên một cái đoạn đấy tích phân. Bây giờ thì thầy thân ái chào các em, hẹn gặp lại.